Trong 2 ngày 23 và 24, mưa rất lớn ở trên huyện Quản Bạ và huyện Bắc Nơi. Thế nên nó ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ hiện nay các cái tuyến đường tỉnh lộ với lại huyện lộ là đã ách tắc. Thế rồi là mưa đã gây ra lũ ống sạt lở. Thì hiện nay là ở xã Lùng Tám của Quản Bạ là có 8 nhà sập hoàn toàn. Thế này ở cùng vài 2 nhà. Thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo khắc phục làm sao là thông các tuyến đường, đặc biệt là các cái tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ, cũng như là đến các cái vùng chia cắt, đặc biệt là hiện nay là ở xã Lùng Tám cũng chưa thể là đến được với lại ở trung tâm xã. Đặc tỉnh đã tập trung cũng như là cùng với huyện và xã đã tập trung ngay tại chỗ để khắc phục và là huy động thêm các cái phương tiện. Hiện nay là lượng mưa vẫn đang mưa, nên là rất là khó khăn thời gian tới mới khắc phục được.